10 sẽ đổ bộ vào đất liền tại các khu vực có phụ nữ sinh sống trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Dự kiến sau cơn bão này sẽ có những chàng trai bị đột quỵ, ví tiền trống rỗng và nhân viên nhà nghỉ sẽ rất tất bật để dọn dẹp phần còn lại sau cơn bão. Cách tốt nhất cho cánh đàn ông là chúng ta tránh xa các khu vực có phụ nữ, nếu không phải tìm phương án tối ưu để ứng phó ngay còn kịp. Ồ, chết, mai đã 20 tháng 10 rồi. Nghĩ gì mua gì để tặng nàng đấy. Thôi được rồi, để mình điện cho bạn mình xem. Alo, ông Thành à? Tôi có anh đây, ông có nhà không? Tôi đang có chút việc cần nhắn ông đây. Ông có nhà không? Có à, rồi nhá, để tôi sang luôn. Mày, cái thằng Toanh thì sao nó có việc gì gọi sớm thế ông biết nhỉ? À, chúc đến đều lệ cho chạy. Mất cả ngủ. Vừa sang giờ. A I O S, A I O S. Không xem mồm miệng để nó hết nhỉ? À chết, ê anh quên, đây kẹo em đây. Có ạ. Bố cái nào em? Đây kẹo của anh đây, chết đây. Bố em là cái nhà không biết có cái nào gì. Em đi vào với chị đâu anh? Ô cái thằng này, nó chậm mồm ấy nhỉ? Đây, chết này, đây kẹo của em ở đây. Vâng, lần sau anh phải nhớ lập nhá. Rồi, em đưa vào của anh cái nhá.
sang tháng tôi lao động miệt mài, quà thì phải mua gấp, mai phải tặng nàng luôn. Ông yên tâm chúng tôi sẽ dạy nhau về sau, vì người đẹp ngon nết nó hiếm ghê cơ. Dậy từ thời non nớt chứ không đợi mặn nồng, dần hơn nhiều như thế sao tôi thấy cứ lo lo. Chắc là tại vì tôi chưa yêu nên còn non, ông cho tôi đi giao lưu với nghe. Ông cho tôi đi giao lưu với ông nhé. 20 tháng 10 của chúng tôi ông đi thăm giao lưu. Ông yêu, ông yêu làm sao? À tôi tưởng ông làm thiệp tôi. Con bé này tôi trước tôi thích lắm rồi đấy. À ông như thế là không được rồi. Tôi tưởng ông thế nào tôi sang nhờ ông, giờ ông lại nói ông cũng thích là thế nào. Con này tao thích nó từ cái ngày đầu năm kia rồi. Người yêu của mày chứ tao thích lắm. Nhưng mà con này nó đào mỏ cái nhóm tao không chịu được nhiệt, tao không có tiền. Còn còn đấy kinh rồi. Kinh thì cũng là người yêu của tôi. Ông đừng có quan tâm. Còn đấy ngày xưa tao ấy rồi.